do sự điểm số của ban giám khảo dành cho 7 đội thi trong lần thi đầu tiên của chúng ta ngày hôm nay. Phần thi giới thiệu đó là chi nhánh Tây Nam Quảng Ninh, chi nhánh Tuyên Bắc, chi nhánh Vĩnh Phúc, chi nhánh Thái Bình, chi nhánh Bắc Hưng Yên, chi nhánh Tam Điệp và chi nhánh Hải Phòng. Thank you.